trong một dịp tình cờ mua được những món đồ cổ. Ông Nguyễn Đình Tuấn đã bén duyên với niềm đam mê sưu tầm đồ cổ. Đến nay, bộ sưu tập đồ cổ của ông đã có hàng trăm món với giá trị từ vài trăm triệu đến vài tỷ đồng. Ông Nguyễn Đình Tuấn là chủ nhân ngôi nhà cổ Ba Giang mang đậm chất miền Tây thuộc khóm 2 thị trấn Lai Vung, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp. Bên trong ngôi nhà cổ ở khu vực trung tâm là bộ ba bàn thờ hội tụ đủ cả ba miền Bắc Trung Nam. Xung quanh là những bộ bàn ghế, giường tủ, một số món đồ đặc biệt như cặp lọc bình bằng đồng nặng trên 200 kg, cặp hạc đứng trên mai rùa hơn 100 kg, tủ, bàn ghế cổ, bàn ủi, con gà bằng đồng lạnh, điện thoại, máy hát, kiếm cổ vân vân. Tất cả đều là những món đồ cổ được ông Tuấn dày công sưu tập. Tôi đi sưu tập lúc năm 97 á. Có lúc đầu tiên là mua cái giường Louis với hai tấm liễn ở ngoài Phú Thành của thằng Lê Dung nè. Đó, rồi từ đó mới thấy đồ thấy đẹp đẹp, đồ xưa thấy nó sắc sảo hơn bây giờ. Rồi thấy rồi mới thích rồi mới mua. Đến nay ông Tuấn đã có hơn 25 năm trong việc sưu tầm đồ cổ. Số lượng đồ cổ lên đến hàng trăm món. Những vật dụng được ông sưu tầm không chỉ ở miền Nam mà rộng khắp cả nước, thậm chí có một số món sưu tầm từ nước bạn. Trong số những món đồ sưu tập được, ông Tuấn tâm đắc nhất là chiếc giường nằm ấm vào mùa lạnh và mát mẻ khi thời tiết nóng, được ông mua từ Tây Ninh. Khi ấy, ông đã bán 4 nền nhà để mua chiếc giường này với giá gần 2 tỷ đồng. Tại vì mấy cái tấm đá này, tấm đá dòm thấy nó rất là đẹp, hoa văn nó đẹp, đá này đá Pháp mà, đá cẩm thạch Pháp. Thì cái giường này thường giường người ta có 9 tấm đá, nhưng mà đặc biệt cái giường này em dòm đi kỹ đi, chỉ có 8 tấm thôi. Mà đa số giờ giường giả thì làm 9 tấm nhiều lắm, chứ không phải là 8 tấm vậy. Còn vấn đề đá, khi mà dòm cái mặt đá thì nó là đa số dòm nó lưu chứ nó không ấy, nó không có lên nước vậy. Ông Tuấn cho biết để có được chiếc giường này, ông đã mất hơn 5 năm thuyết phục chủ cũ nhường lại. Chiếc giường này có tuổi thọ trên 100 năm với chiều dài khoảng 2,5 mét, rộng 2 mét, được làm từ gỗ gõ và được chạm khắc khảm ốc xà cừ, chiếu 7 màu rất tinh xảo. Đến nay giá trị của chiếc giường tăng lên nhiều lần, nhưng ông không có ý định bán mà để làm kỷ niệm. Trong tương lai chắc mở khu du lịch, đang xây dựng, đang chuẩn bị mở du lịch, chắc trong năm tới là làm được rồi. Cho lớp trẻ nó biết ý nghĩa để sau này, ví dụ con cháu sau này nó biết rồi cái này là cái này cái kia ở nhà cổ làm sao. Chứ bây giờ đa số người ta cất nhà lầu, nhà tường không à. Đó, để sau này người đời sau này người ta nói, cái này nhà cổ, đồ cổ này, thời điểm vậy đó. Ông Tuấn chia sẻ việc sưu tầm đồ cổ ngoài việc có tiền còn phải thêm tính kiên trì. Và sưu tầm không chỉ là thú vui mà còn để thế hệ sau này có cơ hội chiêm nghiệm và hiểu về những nét đẹp văn hóa ngày xưa của ông cha ta.